Nghệ sĩ Mai Huỳnh gạo nếp gạo tẻ, tan vỡ hôn nhân vì không thể sống nổi bằng nghề. Nghệ sĩ Mai Huỳnh không còn là gương mặt xa lạ với khán giả Việt khi ông thường xuyên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình. Nhắc đến diễn viên thế hệ gạo cội trên màn ảnh Việt Nam, không thể không nhắc đến diễn viên Mai Huỳnh. Ông đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến trên phim trường, mang đến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Người nghệ sĩ cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, nghệ sĩ Mai Huỳnh luôn là cái tên được đông đảo mọt phim yêu mến kính trọng. Trong suốt hơn một nửa đời người, chặng đường làm nghề của nam nghệ sĩ gặp không ít gặp gành khó khăn. Thời trẻ, Mai Huỳnh bất chấp lời khuyên từ gia đình để thi vào đoàn ca nhạc kịch thanh niên xung kích. Từ chàng thanh niên chỉ biết hát bằng trái tim, ông chuyển sang học kịch nghệ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nam diễn viên đã lọt vào mắt xanh của đoàn phim Tự Thú Trước Bình Minh. Sau những lần thuyết phục, đạo diễn Phạm Kỳ Nam đã nhận được cái gật đầu từ Mai Huỳnh. Có đà tiến lên, ông tiếp tục tham gia loạt phim khác và gây danh tiếng vững chắc. Đến nay, Mai Huỳnh đã tham gia gần 100 bộ phim với nhiều nhân vật khác nhau, từ chính diện đến phản diện. Dù ở thể loại nào thì ông cũng để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Nhắc đến diễn viên Mai Huỳnh, nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình có thể kể vanh vách những vai diễn chính của ông như vai Tu Thương trong Chuyện Ở Quê, thầy giáo Thành trong Người Đẹp Tây Đô, bác sĩ Thanh trong Tự Thú Trước Bình Minh. Đồng nghiệp của Mai Huỳnh nhận xét, ông là một người có lối diễn thật, không gượng ép ở hình thể, không chau mày, nhăn mặt mà mọi thứ đều rất tự nhiên. Nhưng từ ánh mắt, lời thoại cho đến dáng đi lại toát lên được tính cách hoàn chỉnh của nhân vật đó, cứ như thể ông chính là nhân vật đó. Trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, Mai Huỳnh đảm nhận vai ông Vương chồng bà Mai, Hồng Vân đảm nhận. Nam diễn viên khắc họa hình ảnh một người cha hiền lành, học thức và đối xử rất công bằng giữa các con. Sự xuất hiện của ông Vương mang đến điểm sáng cho bức tranh gia đình nhiều mâu thuẫn, rối ren và cả nỗi buồn rất thực. Gạo Nếp Gạo Tẻ là một bộ phim gia đình rất nổi tiếng trên màn hình Việt Nam, mặc dù có nhiều ý kiến nhận xét trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức nóng mà bộ phim này mang lại. Sau những nỗ lực, đoàn phim đã nhận trái ngọt, xuất sắc giành cú đúp phim truyền hình được yêu thích nhất và nhạc phim được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2018. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng vì Gạo Nếp Gạo Tẻ đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ sau khi phát sóng. Cú đúp giải thưởng này đã khích lệ tinh thần đoàn phim. Đảm nhận thành công trong những vai phản diện, nghệ sĩ Mai Huỳnh được khán giả dành tặng danh xưng ông trùm máu lạnh. Sở hữu khuôn mặt góc cạnh, cương nghị và đôi mắt sâu thẳm, Mai Huỳnh đóng tốt cả vai thiện lẫn tà. Tuy nhiên, cũng vì quá nhập tâm vào nhân vật phản diện mà nam diễn viên rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi bị ghét lây ra cả ngoài đời. Nam nghệ sĩ từng gặp trường hợp bị khán giả quay lưng khi quá ác trên màn ảnh. Chia sẻ về việc hóa thân ở nhiều thể loại nhân vật, ông bộc bạch: đã là diễn viên chuyên nghiệp, chỉ cần nắm bắt được tâm lý nhân vật thì mình có thể hóa thân vào bất cứ vai diễn nào, dù đó là ác hay thiện. Với lại, tôi cũng không muốn khán giả cứ xem tôi mãi qua những vai diễn mẫu mực, nghiêm túc và nhân hậu. Hôn nhân tan vỡ vì không thể sống nổi bằng nghề. Mai Huỳnh sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ đã thấm thía nỗi vất vả mưu sinh. Hơn nửa đời người sống dưới ống kính máy quay, ông đã chạm đến đỉnh cao danh vọng. Tuy nhiên, nam diễn viên từng thừa nhận rằng sống rất chật vật với đồng lương từ nghề dù đã nổi tiếng, thậm chí tan vỡ hôn nhân vì không thể vun vén đầy đủ cho gia đình. Ông có 4 người con nhưng không ai kế nghiệp nghệ thuật của ba ruột. Nam diễn viên trải lòng: ngày nào còn được làm nghề là ngày đó tôi còn sống. Điều tôi sợ nhất chính là tuổi già khiến tôi không còn khả năng để theo đuổi con đường mà tôi đã theo đuổi gần suốt cuộc đời. Nam nghệ sĩ tâm sự, nghề không đủ nuôi thân và gia đình dù đã nổi tiếng. Tôi chỉ mong sao nghề có thể nuôi sống được nghệ sĩ, dù nghệ sĩ đó có nổi tiếng hay chưa nổi tiếng, vai chính hay vai phụ, bởi vì bản thân tôi đã trải qua hơn nửa đời khốn khó mới bắt đầu dễ thở hơn. Cuộc sống ngoài đời vất vả là vậy, nhưng Mai Huỳnh không nghĩ đến việc từ bỏ diễn xuất, ông tâm sự. Nghèo khó quen rồi, đắng cay trải nhiều rồi, chuyện gì rồi cũng ổn theo cách của nó. Không bao giờ tôi từ bỏ phim ảnh vì đó là nguồn sống của tôi. Theo đó, nam nghệ sĩ vẫn rất hạnh phúc khi không bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền. Nghệ sĩ Mai Huỳnh bộc bạch: người ta thường nghĩ nghệ sĩ phải có cái này, cái kia, phải xuất hiện ở những nơi sang trọng, khoác lên mình những bộ cánh hào nhoáng. Chính điều này đã khiến những người nghệ sĩ dù khó khăn đến đâu vẫn cố gắng chạy vạy cho bằng người khác. Tôi thì không như vậy. Tôi quan niệm vật chất phải phục vụ con người, chứ con người không thể phụ thuộc vào vật chất. Ở cuộc sống đời thường, Mai Huỳnh là người vui tính, thẳng thắn và rất tình cảm. Nam nghệ sĩ ít sử dụng mạng xã hội và hiếm hoi mới chia sẻ nỗi buồn khi tiễn biệt nghệ sĩ Nguyễn Hậu, Chánh Tín và diễn viên Mai Phương. Trong ngày tiễn đưa nghệ sĩ Chánh Tín, nghệ sĩ Mai Huỳnh tâm sự: anh Chánh Tín lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi coi như đàn anh. Trong nghiệp điện ảnh ngoài đồng nghiệp tôi còn thần tượng anh. Tôi với Chánh Tín chưa bao giờ đóng chung một bộ phim vì chân dung hai người giống nhau. Anh ấy là đàn anh nên khi nào có những vai anh Chánh Tín không đóng được thì người ta mới nhớ đến tôi. Ngày tôi đóng phim đầu tiên, anh đã lồng tiếng cho tôi. Dành hết tâm huyết cuộc đời cho nghệ thuật, nghệ sĩ Mai Huỳnh đã đóng góp rất lớn cho nghiệp diễn. Trong suốt chặng đường làm nghệ thuật, ông không đóng đinh ở bất kỳ thể loại vai diễn nào, luôn nhiệt huyết, đam mê với nghề như ngày đầu. Ông là thần tượng, ký ức tuổi thơ của bao thế hệ, thậm chí từng bị khán giả quay lưng vì quá nhập tâm cho nhân vật. Tình yêu của nam nghệ sĩ với diễn xuất là động lực để đồng nghiệp trẻ phấn đấu hơn nữa.